thì dù các em trong 2 ngày ở Cần Giờ là trồng rừng để bảo vệ rừng phòng hộ, lá chắn của thành phố, với dọn rác để bảo vệ bờ biển. Bạn sẽ đồng hành với những người dân địa phương để thực hiện dự án này. À, khi em nhận nhiệm vụ này thì em cảm thấy rất là vui, tại vì em là người dân Đà Nẵng rất là gần gũi với cái vấn đề này, và vấn đề này là cái vấn đề đang rất là nóng của xã hội hiện nay, cho nên em nghĩ em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày hôm nay. Bạn là người bốc được cái keyword là cái bảng gỗ đúng không ạ? Và đây chính là cái vật mà chúng tôi muốn hướng bạn đến, tức là cái thông điệp của bạn sẽ được in lên cái bảng gỗ này tại cái địa điểm mà mình tổ chức cái hoạt động đấy. Bạn phải tìm cái đặc điểm ở vùng này này, sau đấy làm những thứ thật là đặc biệt, thu hút thì sẽ có kết quả tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thí sinh số báo danh 242, bạn Nguyễn Thị Như Thủy, với dự án bảo vệ lá chắn Cần Giờ. Và đây cũng là dự án do đại diện ban tổ chức công ty Sen Vàng Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ thực hiện. Và bây giờ thì sẽ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng xem quá trình bạn ấy thực hiện dự án như thế nào nhé. When I met you in the summer. Cảm nhận của Thủy đầu tiên là thời tiết ở đây rất là nắng, nhưng mà có một chút gió rất là mát. Nước biển ở đây không được trong như Thủy nghĩ. Em là một người con của đất biển. Khi mà đến đây thì em thấy sự khác biệt rất là lớn. Tại vì biển của em thì nước rất là xanh, còn ở đây thì nước đục ngầu. Em chia sẻ thật là như vậy. Khi là một người lạ đến phỏng vấn các bé thì các bé rất là sợ hãi. Các em đang chơi gì ạ? Và em lúc đó cũng rất là bối rối, không biết nên làm gì. Các em ơi, tới là chị nói nè. Không làm gì hết. Các em chơi gì cho chị chơi thôi, chứ chị không hỏi gì hết. Em đã rút kinh nghiệm và cùng chơi với các bé thì các bé trở nên rất là dễ thương. Em nhận thấy đây là một nơi mà các bé thường xuyên đến nhất. Đó là một dự án rất là thiết thực và có ý nghĩa để giúp cho các bé có một nơi vui chơi, thoải mái, vô tư và an toàn. Chia tay những em bé miền biển đáng yêu, Như Thủy đã ngay lập tức có mặt tại rừng Đước để tiến hành những công tác chuẩn bị tiếp theo cho dự án của mình. Khi mà em đặt chân đến rừng Đước thì cái ấn tượng đầu tiên của em đó là cây mọc rất là xum xuê và rất là mát mẻ. Cái cánh rừng này tại vì nó sẽ mọc ở ngoài rìa, từ ngoài biển kéo dài tạo thành một dải bao bọc giống như một cái bức tường. Thì khi mà có cái những cái thiên tai á, như là bão mưa gì á, thì nó sẽ làm giảm cái sức phá hại của cái thiên nhiên đó gây ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, Như Thủy quyết định dành hẳn một ngày đi thị sát để triển khai công tác tổ chức thực hiện dự án. Hứa hẹn vào ngày mai, Thủy sẽ có một ngày hoạt động thực hiệu quả đây. Hãy cùng chờ xem nhé! Một ngày mới đã bắt đầu. Như Thủy và các đoàn viên thị trấn Cần Thạnh đã sẵn sàng cho một ngày hoạt động đầy nhiệt huyết. Xin giới thiệu với các bạn đây. Mình đang cầm trên tay đây là một trụ mầm, chứ không phải gọi đây là một trái đước nha các bạn. Cái hình thức trồng rừng như thế này, các bạn lưu ý. Đây, bạn cầm cái này đưa xuống, cầm xuống như thế này. Đó, trồng như thế. Cây cách cây, hàng cách hàng là 50 cm. Thì không ngờ là dự án mà trồng cây đước lại dễ dàng như vậy. Và các bạn đang làm rất là hăng say và với tinh thần rất là sôi nổi. Và hy vọng rằng dự án làm trên biển cũng sẽ như vậy và thành công như vậy. Hẹn mọi người ở biển nhé. Hôm qua khi mà Thủy tới đây thì Thủy rất là buồn, tại vì trên bãi biển của mình rất là nhiều rác mà không phải là rác sinh hoạt không. Và Thủy thấy rất là buồn vì điều đó. Và Thủy hy vọng rằng hôm nay mình sẽ dọn sạch một phần nào đó để cho bãi biển của mình trở nên đẹp hơn. Và mong rằng các bạn thật là tích cực. Hôm nay thì thực sự em hơi mệt một tí, nhưng mà niềm vui lớn hơn rất nhiều và lấn chiếm cả cái sự mệt mỏi đó.
bảo vệ cho nhau thì chắc lên bắt tay em chứ. Yeah. Tại vì anh cảm ơn em quá. Dạ. Em thấy cái này quen quá à. Anh dạ. có thể bắt tay ôm em cái được không? Dạ. À, vì sao tôi làm cái điều mà nó vô lý như vậy ạ? Thành ơi, có lý lắm. Anh có được ủng hộ em không? Dạ. Anh có được ủng hộ em bằng hành động giống như em không? À, em không có quyền quyết định, chỉ có cô ấy thôi. Anh hỏi cô ấy đi. Rồi, thế đấy. À, câu trả lời của em đấy anh bảo. Ban tổ chức sẽ gửi clip về cho anh nghiên cứu, được chưa? Em biết sao anh bắt tay nôm em không? Tại vì thế này nè cưng ạ, trong năm cái clip á, nếu anh là một cái người mà được người ta truyền cảm hứng để anh đi làm một cái gì đó thì anh sẽ chọn cái clip thứ năm là cái clip của em. À, trước tiên thì anh nói chỉ nói về từ nãy giờ chúng ta bàn về là chúng ta có dùng kỹ năng để nói chuyện với mọi người hay không, chúng ta có dùng cái sự chân thật để nói chuyện với mọi người hay không, thì ai có cái mảng nào đây thì anh không biết, nhưng mà chỉ biết là em là người có cả hai mảng đó. Khả năng dẫn dắt, kỹ năng ăn nói trước đám đông và cả sự chân thật. Anh không thấy em dùng kỹ thuật ở trong này. Đó là một cái điều đến một cách rất là tự nhiên. Cho anh hỏi em đang làm công việc gì? Em là một đoàn viên thanh niên và cũng tham gia các hoạt động xã hội và của thành phố. Cho nên là đây là chắc hẳn là cái việc thuận lợi của em có thể thực hiện trong cái chương trình. Nói chung em làm gì cũng được, nhưng chỉ cần biết một điều là trái tim mà đã thuộc về em rồi. Okay. Cảm ơn anh ạ. Cho phép tôi đứng, tôi nói câu này. Dạ. Toàn bộ những gì chúng tôi xem được, mỗi người cảm nhận một khác, nhưng tôi cảm nhận một điều mà tôi cho rằng em xuất sắc nhất. Đó chính là em nói với mọi người rằng hóa ra cái việc này nó đơn giản, nó không quá khó khăn. Và đấy chính là một trong những câu xuất phát từ trái tim và cảm nhận thật của em. Mọi người hãy làm đi, nó không phức tạp, nó không ghê gớm, nó không bắt chúng ta phải sợ hãi như là việc chúng ta tưởng. Câu đấy là câu anh rất thích, thực sự. Chúc mừng em, anh thích lắm. Xin lỗi thầy. Bây giờ chắc là Ái Phương sẽ mời các anh chị chúng ta cùng xem là kết quả cái dự án của bạn ấy như thế nào. Vâng ạ, bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng hướng mắt về màn hình. Đây chính là một ngày đặc biệt ý nghĩa đối với Như Thủy. À, hôm qua thì trải nghiệm tại đây, nhưng hôm nay mới là hành động của Thủy ngày hôm nay, đó là thực hiện các dự án như là dọn dẹp rác ở bãi biển và cùng với các bạn làm biển hiệu, mang cái thông điệp của mình gửi gắm tới mọi người. Sau 2 ngày trải nghiệm với đời sống người dân huyện Cần Giờ nơi đây thì Như Thủy có rất nhiều cảm xúc, và hình ảnh mà tâm đắc nhất đối với Như Thủy đó là những nụ cười trẻ thơ, vui tươi và hồn nhiên, và hy vọng rằng những mầm non tương lai của đất nước của chúng ta sẽ luôn giữ mãi những nụ cười ấy. Và mọi người ơi, những hành động của Như Thủy trong dự án thì hy vọng rằng mọi người sẽ luôn có ý thức yêu môi trường biển và làm cho biển của chúng ta, rừng của chúng ta sạch đẹp hơn. Xin chào tất cả mọi người. Biển sạch, quê hương sạch, rừng sạch, đất nước sạch. Vỗ tay. Em là một người con gái hiếm hoi có thể làm nghệ sĩ Trấn Thành thất nghiệp. Anh ấy không còn có gì để mà bảo vệ nữa hết. Vì tôi sẽ làm việc đó cho em. Chỉ trong một chiến dịch như vậy thôi. Mà em đã có thể làm tất cả những cái mà các bạn đã làm tốt. Và thậm chí cả những điều mà các bạn cũng có thể đã thiếu sót trong chiến dịch của các bạn. Chỉ trong một chiến dịch ngắn, em có thể vắn tắt giới thiệu về con người, về địa hình, về đời sống, về chính bản thân em. Thậm chí là thông tin khoa học, sinh học về rừng cứu hộ. Rồi ngay cả cái phương pháp để cứu lấy tự nhiên một cách đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Về yếu tố thẩm mỹ của chiến dịch này, rất đáng yêu, rất là Hawaii, rất đơn giản. Và cái quan trọng nữa là em có hoạch định và chiến lược hay không. Tôi tin rằng em góp phần vào trong hoạch định chiến lược đó. Tôi tin tất cả những cái đó. Và cái điều lớn nhất ở một đại sứ trong một hoạt động xã hội đó là ý thức. Em ý thức về bản thân và năng lượng bản thân cực kỳ tốt. Ngay từ cái
cái dáng em ngồi trên chiếc ghế này, khi tôi quan sát các em ở trên sân khấu, cái cách em dùng bàn tay để hướng về màn hình, em dùng bàn tay đeo găng để nói rằng em là một cô gái trẻ, em đang rất phấn khích với công chuyện này, em nghiêm túc khi cần, em là một chính khách khi cần, em là một người bạn tâm sự khi cần, và em là một người PR chính cái chiến dịch mình làm. Tất cả những cái thứ đó không chỉ bằng ngôn ngữ nói, không chỉ bằng năng lượng, mà bằng cả ngôn ngữ cơ thể, và em làm điều đó một cách hoàn hảo. Tôi tha thiết mong chương trình ơi, ban tổ chức ơi, quý vị khán giả ơi, hãy nhìn vào cô gái này và hãy hy vọng thật nhiều ở cô gái trẻ này. Cảm ơn chị nhiều. Em có thấy bực mình vì người ta xả rác quá nhiều để ngày hôm nay mình phải đi lượm như vậy? Dạ đúng. Nếu như nó mà bực mình vì mình phải làm những công việc này á thì không, nhưng mà bực mình vì cái hành động của những người mà không có ý thức là có. Thì đấy, ý là nói là trong cái clip vừa rồi anh thấy là cái cách em nhặt rác nó có cái thái độ trời ơi. Nó có cái thái độ trời ơi, nghĩ sao mà liện cỡ này ra biển. Thường người ta sẽ làm công việc nhặt rác một cách rất vui vẻ, hạnh phúc, với gương mặt đầy niềm tin. Ủa trời ơi, nhặt rác mà hạnh phúc đến như thế cơ à? Thì anh thấy là, em hiểu không? Nhưng hành động rất là giả dối. Còn em nhặt rác thì một thái độ rất thật. Có nghĩa là em có thái độ với cái người xả rác. Tất cả những cái gì anh đang nói từ nãy giờ, anh chỉ đúc kết lại là một câu là em đang văn minh hóa và thú vị hóa công việc làm từ thiện. Cho người ta biết rằng làm từ thiện nó không những chỉ là hơi mệt mỏi, mà nó có sự thú vị trong đó đó nha mấy anh chị. Nó vui lắm nha. Và bản thân là mình làm á, là mình răn đe được một số người đó nha. Mình có giúp ích được cho mọi người đó nha. Và làm một cách thú vị nhất. Nếu một thông tin được đưa ra mà không thú vị thì cái thông tin nó hay cỡ nào người ta cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng em làm cái điều đó một cách thú vị nhất. Đó là lý do vì sao tôi thấy em là một thí sinh văn minh và đáng được chú ý ở cuộc thi. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh chị ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn ban bình luận rất là nhiều. Hoa hậu Việt Nam 2016, chuỗi series Người đẹp nhân ái, 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6, 2016.